Trong phiên thảo luận tổ sáng nay cũng có nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch tổng thể quốc gia phải là cơ sở để định hướng đầu tư đúng và trúng. Tuy nhiên, nhiều điểm trong báo cáo hiện nay chưa thể hiện được nội dung này. Một số ý kiến cho rằng quy hoạch tổng thể quốc gia cần phải có những định hướng để phát huy được những lợi thế phát triển của từng vùng, từng khu vực. Hiện nay, một số nội dung chỉ mới định tính, chưa mang tính chất định lượng. Quy chiếu với một số văn bản lớn về chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, chiến lược phát triển ngành, một số chỉ tiêu chưa thực sự đồng nhất. Tỉnh nào có sân bay, tỉnh nào có cảng, tỉnh nào cũng có những cái khu công nghiệp, thì những cái đó là vì không trên cơ sở quy hoạch. Hay là có quy hoạch người ta điều chỉnh, thì cái chỗ này ta phải tính. Trong cái đó người ta nói là sân bay quốc tế là phải ít nhất phải 500 cây số có một sân bay. Thế tôi nói ví dụ cái quy hoạch nó không đúng, như cho nên đầu tư giàn trải và cho nên làm ra nó không đúng. Quy hoạch để mà trên cơ sở đó chúng ta đầu tư cho nó đúng và trúng, vấn đề thế mà. Lấy ví dụ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của khu vực này sẽ lớn hơn 2 đến 2,5 lần so với hiện nay và đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. Tuy nhiên, nếu trong quy hoạch tổng thể quốc gia không đánh giá được hiện trạng, giải pháp nguồn lực, định hướng đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì việc phát triển vùng, liên kết vùng vẫn không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đó, nếu mà nhìn vào thực tế phát triển và mức độ đầu tư á, các loại hạ tầng như là hạ tầng giao thông, hạ tầng là công nghệ, rồi hạ tầng là vận chuyển hay là hạ tầng thông tin, đô thị, cái dục dân thì còn rất là nhiều hạn chế. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái không gian, cái tổ chức không gian của các cái vùng trọng điểm là chưa có. Cho nên là tôi đề nghị cần phải đánh giá cho nó rõ ràng hơn, kỹ lưỡng hơn để là chúng ta đưa ra những cái vấn đề hiện nay còn hạn chế. Là cần phải rất chú ý. Đấy là cái hiện trạng, cái thực trạng hay là nền tảng phát triển hiện tại để có một cái tư duy mới cho cái quy hoạch này. Báo cáo với ông chí, khi luật quy hoạch nêu ra chúng ta mới được 2.700 đô la bình quân đầu. Vào thời điểm đó chúng ta chỉ có 60 km đường cao tốc. Nền tảng phát triển mới thì phải tư duy mới chứ, cách đặt vấn đề mới chứ. Nếu quy hoạch này mà ban hành ra rồi thì thực tế sẽ triển khai như thế nào? Quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển thời kỳ 2021-2030 là nội dung lớn được quán triệt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay đa số các ý kiến cho rằng dự thảo hiện nay chưa làm rõ được các yếu tố đảm bảo liên kết nội dung liên vùng và khai thác lợi thế so sánh từng vùng để nâng cao năng lực cạnh tranh và có định hướng đầu tư phù hợp.